thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại 54 Trường Chinh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hệ thống 9,765 kg, sử dụng tấm pin Jinko cố công suất 465W, bộ chuyển đổi điện inverter Huawei. Với hệ thống này thì mỗi tháng chủ đầu tư sẽ tiết kiệm được hơn 2,5 triệu tiền điện. Hiện tại anh em đang bóc pin để chuẩn bị lắp đặt trên mái. Quý vị và các bạn có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0935